không luôn rồi. Con cua thật chả bá lửa luôn. Ôi con cua, cua khủng nữa nè cả nhà. Đây con cua nè, cả nhà thấy không? Cái nha. Đó, cái con chấu nha. Tôi cũng sẽ coi coi có con cua đực không nha. Cua này giống có cặp luôn cả nhà. Đây cả nhà, cái hang cua bò quá trời nữa nè. Đó. Cái hang quá trời. Nó nói đây đắp cái cắm máy là không có nha cả nhà. Đứng giả mà tấm nhờ luôn nha. Đó, đây cái này. Cua đây nó ở cạnh queo. Nó lên trước con. Lên con cũng nhỏ hả? Phải hai con thấy hình giống hai con như này. Đó, hai con thiệt. Đây con kia con cái này. Cái cả nhà. Đó, cái con chấu nha. Tôi cũng sẽ coi coi có con cua đực không nha. Cua này giống có cặp luôn cả nhà. Không có cua đực không nha. Sao có lạc chấu lấy lạc chuối luôn. Cua này là nó muốn hai da, nó muốn cốm mình cả nhà. Ngon lắm, cua cái này. Lên thì xuống rồi sao không có được. Cua đực nữa nè, cua đực.
con cũng được chà bá lửa luôn cả nhà. Này. Cho bè luôn nha. Giờ cắn luôn cái que nó luôn cả nhà. Ủa thằng rẹt cũng được, nó giữ thiệt chứ. Con quá đã luôn, quá sướng. Đi kiếm cua mà gặp được con cua là mừng lắm cả nhà. Mấy cả nhà xem thấy sao chứ, đi bắt cua mà gặp được con cua là mừng không tả nổi nha. Cũng rồi cả nhà ơi. Đây hàng toàn là hàng Hugo không. Cháu xong sẽ đi tiếp có quay cho cả nhà xem nha. Phá lửa. Không có càng luôn, không càng. Càng. Sao nó quấn lộn ai vậy? Ai biết đâu nè, sụt lên luôn đi. Chối. Tôi thấy cái nó lụm liền. Ủa sao nó quấn đâu kỳ vậy? Nè. Còn có hai nguyên một càng à cả nhà. Ở đây là nó giờ vậy không đó. Rồi có lạc chối không? Có cộng đi ấy nè. Kệ thuốc nó rút không nữa. Làm điếu đi. Từ từ. Nè. Đây là luôn hết khu vực trên đây, cua dữ dằn. Anh chắc cột đây cái đầu này xé cho em coi. Cua này mới chắc gì. Cua này có thịt ngon cũng được đi. Trời ơi không dám xiết lại nữa không. Trời ơi vậy được rồi, cua này không có chạy đi đâu đâu. Nè thuốc nè, hút đi. Tỉnh hồn đi, đi đâu đi. Đó, mấy anh em mình luồn vào trong cái khu vực lứt không nè cả nhà ơi. Lứt này nè cả nhà. Nó xung quanh là không có nhà cửa của ai nha cả nhà. Đó giờ mấy anh em mình ở đây này mà ai mà nói cua nuôi nữa thì mình chịu á. Luôn bắt những con cua sót lại để nó chuẩn bị nó theo nước nó đi nè. Thì Tùng vừa thấy dấu thì anh vào anh lụm được con mò cái khơi rồi mới chắc được rồi. Ok, đừng coi cái hông coi. Cua chắc, chắc à? Chứ. Mới chắc hả? À? Trời ơi, em nhìn cua biết. Khỏi cần quốc. Cua này dày. Dày thịt thôi chứ. Rồi, nên. Tiếp tục cả nhà ơi. Rồi, theo chân hai anh em mình nha cả nhà. Nó bò. Chân cao không ta? Hàng khu queo nhưng mà thọt vô nó ở không? Nó bò hồi nãy giấu phết phết với kia kìa, nó ở trên cao này chứ đâu. Lên á. Lên cha. Con là bự. Hai lạng hả? Vậy đâu phải nó bò. Chừng hai con á. Ừ cũng có thể lắm á. Anh thật con nào cũng đụng nhau á. Mười một con. Cua này. Cua này cua đực. Cái gì nó mình nó. Có chừng còn nó còn con nữa. Hết rồi. Hết rồi.
Cái thì chuẩn đi kiếm cặp. Chắc trứng luôn. Rồi, đây nghe cả nhà, một con nghe cả nhà. Con cua nó bò dưới cái mía mấy lá mình đó đang cả nhà. Cái đầu nó leo lên đây nó nằm. Nằm ngủ trên đây cả nhà. Đó. Có ai biết được chưa? Nằm ngủ đó. Cua chắc ướp cả nhà. Ngủ độc đáo. Cua giờ nó đi theo khe nó thả nè cái này. Vô nó bò nè cái này. Lúc nào cũng chụp bá nó bấm bên kia bấm qua đây. Nó bò vòng vòng đây vô đây ngủ. Ngủ. Qua đây, đó. Cái da nè. Cua vừa hết hồn. Cua này nó mềm cả nhà. Cua nó mới lột. Thì giấu vậy bò. Cua này cua lột nha cả nhà. Cua hấp hồng cua luôn. Cua này, nếu mà nó chắc nó cũng phải 8-9 lạng cả nhà. Đây. Cua này. Cả nhà thấy không? Thứ khủng long nữa nè cả nhà. Đó, quá im, càng chà bá lửa luôn. Rồi. Cua đây. Đó. Đủ lên con cua. Cua gạch thì gì cái nhà. Cua gạch. Đó đã luôn nha. Hút nữa. Con cua gạch xô. Nó đã. Hơi hôm cua gạch. Hơi hôm cua này cả nhà. Quá đã luôn, cua cái hết nó nổi luôn nha. Cua này là cua cái khổng lồ luôn cả nhà. Hơi hôm cua. Cái mù luôn nè. Chà bá lửa luôn. À, tuần cháu tuần sẽ đi tiếp cả nhà. Dạ. Có thòn luôn nha. Hàng hiếm. À, tháng cuối mùa mà có được con cua vậy là ngon lắm rồi cả nhà. Đi bên đây thấy con cua bên kia nó bộ cái này. Đó. Cua thế này nó vậy nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Đó. Có 2 lạng à. Đó. Nó bò nó đi bộ. Cua nó đi bộ. Xem thử nó bò không cái này.
nó đế mình. Nhanh chân nha. Thọt thứ coi. Thọt thứ coi. Cua đi bộ này, cua này nó hang dưới đây quá trời hang. Ở dưới đây hang bao la luôn, đi bộ bao la luôn. Vòng mấy trong mấy khu vực này nó bò quá trời bò. Con này dưới Dũng nó bò lên. Hả? Con này dưới Dũng nó bò lên đó mà. Bắt đây con. Nhưng mà ý là nó có cái bấm nè. Bắt đi, bắt đi. Đây phát hiện được cái hang cái này. Bắt cái gì mà quá trời vậy? Nha. Đó, đụng nó nè. Con này cũng hai lạng, lạng mấy hai lạng gì. Nó gì được mấy con rồi? Con gì đây? Cua không chối gì vậy? Nha. Em nói nha không à. Ở khổ lắm anh ơi. Mượn luôn à. Mượn luôn à. Lột da. Tận cua nha. Đó tôi nói con cua mà. Tôi nói nó mượn nãy giờ đó mà. Một con nha nghe, nhà mình bắt một bao nha cả nhà ơi. Đây, một thành quả. Chạy lên. Chạy lên mày. Cha mày của cái luôn. Đây nghe cả nhà, cái xô quá đã luôn. Tại nó chứ không phải tại mình đâu nghe cả nhà. Rồi tiếp tục. Thôi giờ hai anh em mình về cả nhà ơi. Trời cũng đã giác này cũng khoảng 11-12 giờ rồi, xế chiều rồi. Nhưng mà trời thì cứ mây bay đang thui cả nhà. Bắt cua cũng hồi hộp sợ bị mất mưa. Mà hai anh em vào thành quả, vào được tụng nha với cua luôn cả nhà ha. Một bọc luôn. Quá đã luôn nha. Để về chút hồi mình quay cho cả nhà xem nha. Ở đây thì mình cũng được tụng cua cả nhà. Mình không có bắt nha, vào thì bắt nha. Thì cả nhà xem thấy hay thì ủng hộ cho hai anh em một like, một đăng ký, một chia sẻ để có động lực ra video mới hay gửi cho cả nhà thực tế hơn. Thì Tùng cũng nói thật luôn, thì Tùng cũng đi bắt cua bán để kiếm tiền sinh thôi cả nhà, chứ không có diễn trò gì hết. Thì anh em mình bắt thực tế tất cả những cái video Tùng làm từ đầu ra video tới bây giờ toàn là thực tế nha cả nhà. Không có diễn trò gì mà đi bắt cua và thả và bắt lại. Đó, giờ mấy anh em này, sáng giờ cái nhà thấy mấy anh em luồn trong lùm trong lứt không? Cực khổ cả nhà, xuống nước trắng. Đầy mình luôn nha, chứ không phải ấy đâu. Thì cả nhà xem thấy hay thì ủng hộ cho hai anh em. Cho một chia sẻ để có view. Và chia sẻ mạnh mạnh tay nha, để anh em có động lực làm nha cả nhà. Chứ chưa? Giờ thấy tình hình giờ thấy hiu quá. Chia sẻ để có view, có sub để Tùng có được động lực để ra cái video cho cả nhà xem nha. Rồi, giờ Tùng mời cả nhà về để quay thành quả cho cả nhà xem nha. Rồi, giờ hai anh em về tổng kết nè. Đây anh vào bắt xô nha. Được 4-5 cua. Đây con nó là cả nhà ơi. Cua nha. Con này là cua bùng nè. Tùng bắt được 7-8 con gì đó cả nhà. Quá ngon nha, cua này cua bự không? Quá trời, ok. Rồi, cho hai anh em xin kết video đây nha cả nhà.
cuồng. Đây nữa nè cả nhà, còn xin kết thúc cái video đây nha. Một show luôn, ba khía luôn cả nhà.